Sao tự nhiên mình lại chóng mặt thế nhở? Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn ngủ? Dậy lên nào đi! Dạ không ạ, nãy em hơi mệt nên thức đi thôi mà. Ở nhà chỉ biết ăn mới ngủ, không làm được gì cơ à? Lâu đi! Lừa mãi vợ anh ngủ, anh phải đi được đấy.
bộ. Ơ, làm sao đấy anh? Hình như có người theo dõi mình thì phải em ạ. Không có gì đâu, đi anh ơi. Ôi chết rồi, em quên đống giấy tờ ở nhà. Em đợi chút để anh về lấy đã nhá. Con gái tôi sao rồi ạ? Không được rồi, con bé bị thương nặng quá. Gia đình cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ có cách giải quyết mà. Mày, có mỗi việc trông con mà mày cũng không làm được, thì mày còn làm được cái tích sự gì nữa hả? Em không biết mà anh. Đúng là cái đồ vô dụng ở đây mà trông nó. Tích nữa thì nó bị con danh con kia nó phát hiện đấy ạ. Nó mà phát hiện ra thì hỏng hết kế hoạch của ta. May tao nhanh trí phát cho mày phát, thế là toàn viện luôn. Đỡ bếp xếp cái mồm làm sao thoát khỏi tay tao. Chắc chỉ vài tháng nữa thôi là tao không tóm hết cả tài sản nó mà. À, tao không ngờ mày lại dám lừa tao. Cô được lắm, mấy lâu nay cô toàn lừa dối tôi, đâu có chỉ có tiền thôi à? Sao cô dám làm thế với tôi hả? Cái gì đấy nhỉ? Anh à, cuộc sống một bề lo toan khiến những lời nói yêu thương trong gia đình ta cứ dần ít đi. Nhưng em biết, không phải vì thế mà yêu thương anh dành cho em không còn. Để rồi anh phạm phải sai lầm, em vẫn luôn bỏ qua và bên cạnh anh. Vì anh và con là tất cả những gì em có, là tất cả những gì em yêu thương nhất cuộc đời này. Em à.